tại vì nó thường cái đợt trước tôi không biết phục vụ chương trình như thế nào, nhưng mà đến khi sinh thái dạy thì các bạn không biết gì hết về cái bệnh đó, thì không thể nào nói được chẩn đoán và xét nghiệm liên quan cái bệnh đó, cho nên cơ quan môn lại có một số slide nói lại cái bệnh có nghĩa là gì. Nếu mà bây giờ các em đã biết rồi thì cũng là đỡ. Vậy thì cái phần số 2 chúng ta có thể bước qua cái bài của chúng ta có 3 phần. Phần thứ nhất là đạt tiêu về phát triển giới tim mạch, phần thứ hai là đạt tiêu về hội chứng mạch khẩn cấp, và phần thứ ba là sử dụng các chỉ dấu tim tim đó trong cái chẩn đoán rồi cũng tim cấp. Thì cái abstract nó
nó sẽ đi đến những ý chính của bài đó. Một đó là dẫn dọc là tại sao tác giả làm bài đó. Rồi phương pháp tác giả làm cái gì, ví dụ tác giả chia hai nhóm bệnh nhân, một nhóm uống thuốc A, một nhóm uống B, tác giả theo dõi cái chỉ số gì, rồi tác giả so sánh hai nhóm bệnh nhân đó, cuối cùng conclusion của tác giả là cái gì, giả thấy rằng là trên đối tượng bệnh nhân này A uống trong thời gian bao nhiêu đơn thuốc B chẳng hạn, thì mình thật ra mình chỉ cần nắm được cái ý như vậy là cũng được rồi. Thì các em nên đọc đọc những cái bài này từ bây giờ, nếu không đọc được full text thì đọc cái abstract. Rồi đó là giới thiệu qua những cái bài như thế, cho nên các em thấy những cái bài đó sẽ đơn giản hơn, đều sẽ phù hợp với các em hết nha, phải là thực chứng. Tuy nhiên mình phải hiểu rằng nó thay đổi mỗi ngày, có thể là bán năm 2006 nó chỉ có như thế này thôi, đến năm 2016 nó lên rất là nhiều. Hoặc chút nữa tôi sẽ nói với em khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu năm 2011 thì nó như vậy, đến năm 2015 nó sẽ khác. Lưu ý cái đó khi mình đọc bài. Rồi đây là những cái nhóm mạch cơ tim mạch nói chung đây, thì nó sẽ có cái nhóm mạch cơ gì, ví dụ như mạch cơ về phần mạch viên. Các em bên này theo dõi được không? Theo dõi được nên mình bỏ đi qua đi lại, đúng không? Sẽ ra đây té. Đây mình mạch viên ha, thì nó sẽ có là các em sẽ học một bài về viên, thì mình cũng có nói với em rồi đúng không? Có dạy một cái bài về mạch xong chưa ta? Rồi. Nhưng mà cái đó là viên nói chung. Viên nói chung thì có CRP, đạt lên viên, rồi acetonin, vân vân. Còn đây là những một số những cái mạch cơ trong cơ tim, viên của cơ tim. Rồi, thứ hai là mạch cơ về thiếu máu và hoại tử. Đọc được tiếng Anh nhé, phải đọc được tiếng Anh nhé. Mạch cơ về thiếu máu và hoại tử thì chúng ta sẽ có các troponin của tim ha, những cái albumin bị biến đổi trong tình trạng thiếu máu và hoại tử, viết tắt là EMA ha, vân vân. Rồi mạch cơ về huyết động, huyết động nghĩa là trong suy tim đó em, trong suy tim đó ha, thì chúng ta sẽ có BNP, NT và BNP. Tôi cũng nói thêm với em này mà không có thời gian. Rồi các mạch cơ về tình trạng đông máu và do tim á, nguyên tắc vân vân ha, thì có viết glycogen nè, có diamon vân vân. Rồi các mạch cơ về chức năng tiểu cầu, tức là một trong một số bệnh lý á, đặc biệt là trong bệnh lọc thận, thì sau khi điều trị xong thì người ta rất là sợ cục máu đông tái lọc ở cái chỗ hạ xương cửa, người ta bắt buộc phải làm cho cái chức năng tích tụ của tiểu cầu nó yếu đi để không có tạo thành cái mạch cái cục máu đông nữa. Thì khi đó người ta sẽ theo dõi chức năng tiểu cầu bằng những cái mạch cơ như thế này. Thì hôm nay chúng ta chỉ nói riêng có một cái là về troponin thôi, tại vì hiện nay người ta đang sử dụng rất là nhiều trên lâm sàng và đã đưa vào khuyến cáo chính thức của các hiệp hội tim mạch trên thế giới, cho nên chúng ta sẽ nói về troponin thôi. Nhưng biết đâu 3-4 năm nữa khi em ra trường thì cái troponin này nó lại không còn hot như thế nữa, mà nó sẽ chuyển qua những cái mạch cơ khác. Giống như cái hồi tôi đi học á, thì troponin nó mới thôi, hồi đó chúng tôi sử dụng CKMB bilirubin, nhưng đến bây giờ thì hầu như bilirubin biến mất hẳn, không phải sử dụng nữa. CKMB người ta coi rất là nhẹ, chọn rồi, cho nên là đi là phải ông liên tục, chỉ cần đứng lại thôi chứ đừng nói là một lùi nha, thì mình đã hôn người ta rồi, mà không phải đi cái ngày nào cũng vậy, nhà ghế một nào cũng vậy. Ừ. Như vậy thì mình hiểu mạch cơ là cái gì? Như vậy thì đặc điểm nó có một mạch cơ, đó là một cái chất, mà cái chất đó nồng độ nó sẽ thay đổi tùy theo tình trạng sinh lý và bệnh lý, và nó sẽ đặc hiệu cho một cái tình trạng bệnh nào đó, đó là mạch cơ. Như vậy thì những cái chất nào được sử dụng để làm xét nghiệm chẩn đoán và theo dõi ở trong tim mạch cấp, thì những cái chất đó nó phải có đặc điểm gì? Tại vì các bạn thấy nó rất là nhiều chất như vậy đúng không? Riêng trong một mạch thận cấp nó cũng tiết ra rất là nhiều chất. Ví dụ, một cái mạch thận cấp nồng độ canxi tăng rất là cao, tại sao không thấy canxi là mạch cơ? Trong một cái mạch thận cấp thì nồng độ pH máu ở khu vực tim á, trong tim á giảm
phần thì đúng không? Chúng ta có thể nói một cách chắc chắn đây là chất sinh, chứ không phải là do cơ mà là do một gì đó khác. Như vậy thì cái chất này nó phải có giá trị tuyên đoán âm và giá trị tuyên đoán dương cao. Giá trị tuyên đoán âm nghĩa rằng là khi mà nó âm tính á, thì nó sẽ phải đáp đúng những người không được. Còn giá trị tuyên đoán dương nghĩa là khi nó dương tính á, thì nó nhận được đúng những người bị bệnh. Cái này nó liên quan tới một thống kê. Rồi, nó phải được phóng thích ra máu sớm sau khi xuất hiện tổn thương. Tại vì hội chứng mặt trận cấp là một bệnh lý cấp cứu lúc này. Do đó là ưu tiên một đề ra là phải được phát sớm hoặc lại trường sớm, chứ không thể là chúng ta dây dương được gì nhưng mình chưa có thể tử vong. Do đó ưu tiên là bình thường nó không có, nó có ở độ cực thấp, đến khi xuất hiện cái tình trạng bệnh đó thì nó lập tức xuất hiện trong máu rất nhanh. Sự gia tăng nồng độ trong máu phải đủ dài để theo dõi bệnh thì người ta thường dùng cái từ này gọi là cửa sổ chẩn đoán, nghĩa rằng là nó xuất hiện trong máu rất nhanh nhưng cái thời gian phá hủy của nó phải kéo đủ dài. Tại vì người bệnh của chúng ta có một cái đặc điểm là gì các bạn? Tôi hẹn cũng lắm với người chuyện, đúng không? Ăn được. Ví dụ như nhà gọi người chuyện thì sẽ phải vô nó làm gì? Nhà có buồn xa thì xa, hay đến dầu xoa 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 gì đó, đi làm nghỉ. Đến khi không chịu được nữa thì mới tới được viện. Như vậy thì nếu khi tới được viện mà cái chất này đã đủ mất tiêu rồi thì không thể nào chẩn đoán được. Cho nên cái cửa sổ chẩn đoán là phải đủ dài để mình chẩn đoán được. Phương pháp xét nghiệm thì phải đơn giản, thời gian trả kết quả phải ngắn, tại vì đây là một cái khẩu, một cái tình trạng cấp thì xét nghiệm phải có sớm, chứ không thể nào mà giống như xét nghiệm sinh học phân tử tuần sau mới có kết quả. Vì vậy thì không thể chẩn đoán được nhanh được. Đến cái xét nghiệm troponin này bây giờ các cái hãng thuốc miễn dịch đó nghe, xét nghiệm định lượng á là người ta mua nhau giảm từng phút một cho thời gian xét nghiệm. Và bây giờ cái xét nghiệm mà nhanh nhất hiện nay á là khoảng tầm từ 15 đến 18 phút cho một lần chạy ra kết quả. 15 đến 18 phút nhưng mà phải cộng thêm 10 phút quay đi tâm máu, xong rồi thời gian đưa mẫu từ phòng cấp cứu xuống phòng xét nghiệm, xong rồi có kết quả ra còn phải ký tờ giấy gì đó gửi lên nữa, người ta cộng thêm những cái đó. Nhưng mà quan trọng nhất là cái thời gian chạy á, người ta bắt đầu giảm từ từ và giá thành xét nghiệm phải phù hợp. Không thể nào đưa một xét nghiệm dùng để sàng lọc bệnh, ví dụ như tức là rule in và rule out, tức là loại trừ bệnh hay là nhận bệnh nhân vô, mà tính quá mắc triệu thì bác sĩ người ta sẽ không có mặt vai để người ta chi, để người ta cho bệnh nhân làm được. Cho nên giá thành xét nghiệm phải phù hợp, tôi nghĩ giá đó là rẻ, không có cái gì tốt mà rẻ hết á, nhưng mà phải phù hợp. Rồi tùy theo các bệnh lý cụ thể mà chúng ta sẽ có thêm những tiêu chuẩn khác, các bạn tiêu chuẩn chung thôi. Như vậy thì đối với những cái xét nghiệm khổ của em thì giới thiệu với mấy em đó là bên xét nghiệm thì nó có hai loại xét nghiệm. Xét nghiệm đầu tiên gọi là xét nghiệm tại phòng xét nghiệm, nghĩa là nó sẽ theo cái quy trình em thấy là điều dưỡng sẽ lấy máu tĩnh mạch hoặc lấy máu động mạch tùy theo xét nghiệm ha, sau đó mới dán phốt rồi ghi tên bệnh nhân gì đó, xong rồi mới cầm xuống phòng xét nghiệm. Phòng xét nghiệm phải quay ly tâm để tách cái phần tế bào máu xuống, lấy cái phần huyết thanh hoặc huyết tương ở trên, mới cho vào máy, mới chạy xong rồi ra kết quả, in lên kết quả. Phòng xét nghiệm đi xác nhận cũng trả về khoa, đó là xét nghiệm tại phòng xét nghiệm. Vậy nghe thấy nó lâu không? Lâu đúng không? Như vậy đối với những xét nghiệm khẩn cấp á thì người ta nói làm như vậy lâu lắm, cho nên là người ta mới phát triển một cái hệ thống gọi là xét nghiệm cạnh bên giường. Nó biết tắt dự trữ, nó gọi là chronic care testing. Xét nghiệm cạnh bên giường nghĩa là sao? Nó sẽ có một cái máy nhỏ xíu dạng mà xét nghiệm đường đầu ngón tay, các em biết không em? Đường huyết cá nhân nó là một loại trong cái này. Nghĩa là nó sẽ có một cái máy đặt tại những cái phòng cấp cứu hoặc là phòng VV hồi sức hoặc là những cái đơn vị quan trọng khẩn cấp. Người ta sẽ lấy một móng vài phần luôn, người ta nhỏ lên một cái cassette, gọi là cái cassette, nó giống như
que ha, mình cái que này mình có thể ghi số cốt mình vô lên đây, còn cái que giống thì mình không ghi được. Mình ghi lên đây xong mình nhỏ một cái giọt máu xuống cái chỗ lõm này thì mình căng thời gian thì lúc đó là cái phần máu này nó sẽ được kéo từ từ. Ở đây có một cửa sổ nó hiển thị lên, ví dụ như bạch nào hiển thị lên thì đó là bạch trứng, rồi bạch nào mà có thì nó sẽ là dương tính, còn không có thì sẽ là âm tính, kiểu như vậy. Rồi sau đó người ta sẽ có một cái máy nhỏ xíu và người ta đút cái cách xét này vào thì nó sẽ cho mình. Thì thường á, những cái xét nghiệm liên quan đến định lượng của em thì người ta sẽ có từ 2 đến 3 cái cut off, tức là cái ngưỡng cắt. Ví dụ như nó sẽ trả lời là trên cái cut off này thì nó là bao nhiêu đơn vị bao nhiêu thôi, dưới thì nó là bao nhiêu, chứ nó không trả lời chính xác cái con số ra là bao nhiêu. Đó thì cái đó là cái xét nghiệm nhân bên giường. Thì có rất là nhiều máy xét nghiệm nhanh bên giường, ví dụ máy khí máu nè, máy thử mấy cái men tim nè, máy thử pH tình trạng tóc gì đó vân vân, nó có rất là nhiều. Nếu mà những cái hệ thống này nó tốt như vậy nè thì tại sao bây giờ mình không chuyển toàn bộ phòng xét nghiệm lên thành những cái máy nhỏ như vậy, cung cấp cho tất cả các khoa thì mình sẽ rút ngắn được thời gian trả kết quả cho bệnh nhân rất là nhiều. Mà tại sao phòng xét nghiệm vẫn phải tồn tại? Sai số mà không có cái nước nó tốt mà. Đây nè, người ta nói là độ này độ là thiếu gì đó là thứ nhất một cái máy, ví dụ như nó đang nói mình đang nói xét nghiệm này là xét nghiệm men tim, xét nghiệm miễn dịch. Một cái máy miễn dịch ngoài chạy được xét nghiệm men tim nó còn chạy vô vàn những thông số khác, hormone rồi cả lại hết ha. Nhưng một cái máy mà bên giường á thì nó chỉ chạy được một cái xét nghiệm đúng không? À, rồi nếu em cung cấp hết cho tất cả các khoa thì số tiền cộng lại rất là lớn hơn là làm cho một phòng xét nghiệm. Cái thứ hai, nếu mà em làm cho cái máy lớn tại phòng xét nghiệm thì em mới kiểm tra kết quả nội kiểm nhiều, tức là kiểm tra chất lượng. Còn muốn cái máy ở tại giường nó cũng có hệ thống kiểm tra chất lượng đó chứ không là không, nó vẫn có như thế, nhưng mà nó sẽ không có ok bằng cái kiểm tra chất lượng của cái hệ thống, không có hệ thống phòng xét nghiệm như vậy. Cái thứ ba là khi các em cho nhiều máy ở cái vùng cấp cứu quá thì phải huấn luyện cho cái người điều dưỡng cách sử dụng cái máy đó, và họ sẽ phải lãnh thêm một cái việc, một cái lượng lớn công việc là phải biết sử dụng máy nè, phải biết chăm sóc cái máy đó, rồi đến kỳ phải cứ kiểm tra chất lượng nữa, và họ sẽ thêm rất là nhiều việc mà vốn dĩ điều dưỡng không được đào tạo để làm cái việc đó ha. Và bác sĩ nếu có cái máy này bác sĩ phải biết sử dụng luôn thì sẽ thêm việc cho mấy em. Thì như cơ hội đây thì nói một tí xíu về cái này thôi. Ở đây nó có cái chữ trộn nhảy và độ đặc hiện, tôi cũng muốn nói thêm vì chương trình của mấy em nó không có một cái bài là các cách kiểm trong thống kê xét nghiệm, các cách kiểm thống kê trong xét nghiệm không có, nên nói thêm với em là nó có hai dạng độ nhảy và độ đặc hiện. Đối với về mặt độ nhảy độ hiện về mặt kỹ thuật, nghĩa là giống như các em học xét nghiệm thực hành hóa sinh, có xét nghiệm đường chẳng hạn, thì hồi đó khi em học nó có một cái gọi là độ nhạy của xét nghiệm và độ tuyến tính, đúng không? Nghĩa là cái kỹ thuật đó nó phát hiện được cái nồng độ nhỏ nhất mà nó có thể phát hiện được là bao nhiêu thì nó gọi là độ nhạy của cái kỹ thuật đó, được không? Rồi độ đặc hiệu nghĩa là nó phát hiện được cái hóa chất và cái thiết bị đó, ngoài glucô ra nó còn phát hiện được thêm fructô ra con nữa thì cái đó độ thiện nó không tốt, mà nó chỉ phát hiện đúng cái chất phải cần thiện thôi thì gọi là thiện tốt. Cái đó là độ nhạy và độ đặc hiệu của kỹ thuật, cái đó bác sĩ xét nghiệm phải biết, kỹ thuật viên xét nghiệm phải biết. Còn riêng bác sĩ lâm sàng phải biết cái gì? Phải biết cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cái xét nghiệm đó phản ánh qua cái bệnh của mình. Ví dụ người ta nói rằng tôi chọn glucô là một test dùng để chẩn đoán người đã có bị đái tháo đường hay không, như vậy thì cái khả năng đúng của glucô, nồng độ glucô tăng thì bao nhiêu phần trăm nó đặc hiệu cho bệnh đái tháo đường, thì đó là độ đặc hiệu của một
đứa nó chỉ biết bên kia, rồi hai bên nói chuyện với nhau thì cái ông nó gạt cái bạn nó định ha. Cho nên là khi mình học đó em, khi mình học mình phải hiểu, nhất là bên các em là cô sĩ, các em phải hiểu cả hai cái môn ha. Số với người ta nói rằng là đối với một test sàng lọc hoặc một test dự đoán thì độ nhạy mà cao thì nó sẽ đi ngược với độ đặc hiệu. Các em học cái đường cong rốt rồi đúng không? Một cái trục hoành á, trục tôm á là độ nhạy, còn một cái trục kia là một trừ đi độ đặc hiệu. Nghĩa là hai cái đó nó sẽ đi ngược chiều nhau. Và khi mình để được cái đường cong rốt, mình phải lựa phân tích ở điểm cách nào mà độ đặc hiệu và độ nhạy tại chấp nhận được. Chứ không thể nào có một cái test nào 100% độ nhạy, 100% độ đặc hiệu được hết. Nhưng cái phần độ nhạy và độ hiệu của kỹ thuật á thì nó có cái chuyện đó nha, nó có cái chuyện đó. Cho nên là khi các em nhìn thấy như thế này nè, 96 với 99 với 6 thì các em đừng có nói á bài báo thì nó láo, tại vì theo tôi học không bao giờ có chuyện này. Đó là do mình học chưa tới, hiểu chưa? Nhớ nha, tại vì có rất là nhiều bạn hỏi cái vấn đề này rồi mà vì các bạn không có nắm được hai cái đó là hai cái phần khác nhau. Sau này chúng ta học lên xét nghiệm sinh học phân tử, em sẽ có một mấy tiết sau cùng của cái lâm sàng hoặc là sau phân tử. Các biết sản phản ứng PCR rồi đúng không? PCR là có đại gen của mình lên đúng không? Ừ. Như vậy nếu mà mình có một cái đồ phiến gây bệnh trong gen mà mình quất đại lên thì độ nhạy của nó là bao nhiêu? Độ nhạy xét nghiệm nó là bao nhiêu? Gần như 100%, tại vì nó chỉ cần có một bạn gen thôi là nó có đạt 100.000 lần lên, cho nên độ nhạy rất cực kỳ tốt ha. Độ nhạy tức là độ nhạy kỹ thuật, tức là cái giới hạn thấp nhất mà kỹ thuật nó có thể phát hiện được, độ nhạy nó cực kỳ tốt rồi. Cái độ đặc hiệu của nó là như thế nào em? Gần như 100% luôn, tại vì mình có đạt đúng cái gen mà mình của mình đặt ra ha. Đó là một cái ví dụ. Nhưng từ cái đó mà qua cái bệnh á thì không biết là nha, tùy theo nữa đó, thì em phải phân biệt hai nhóm độ nhạy của đặc hiệu như vậy. Rồi đó, nói chung là mình nói sơ sơ về thế nào là cơ tim mạch anh. Bây giờ mình sẽ nói về hội chứng mạch vành cấp, thì bây giờ tôi sẽ lướt qua những cái slide, cái nào em biết rồi tôi sẽ không nói lại. Cái này biết rồi đúng không? Biết như thế nào là về chụp mạch vành chưa? Chụp động mạch vành, tức là bây giờ hội chứng mạch vành cấp là do những nguyên nhân nào nha? Một là sơ vữa, hai là huyết khối đúng không? Một là sơ vữa, hai là huyết khối. Nếu huyết khối tức là cái chỗ mà nó hẹp á, nó chưa có hẹp bao nhiêu hết, nhưng mà tự nhiên mảng sơ vữa nó vỡ ra, nó thành là một cái ổ huyết khối ở đó và nó tắc. Rồi trong trường hợp mà chỉ là do mảng sơ vữa nó tiến triển bự dần bự dần trên 90% thì phía sau nó sẽ bắt đầu là thiếu máu. Nhưng mà thường những cái trường hợp mà mảng sơ vữa nó tiến triển trên 90% á thì nó cần có thời gian rất là dài, và ở phía sau chỗ hẹp thường nó sẽ có tuần hoàn bản thể. Hiểu từ tuần hoàn bản thể không? Tức là nó phát triển từ chúng ta do nhánh động mạch vành khác cho tới luôn ha. Cho nên có những người á cuối cùng chụp ra hẹp cứ khổ luôn nhưng mà không có hiện tượng thiếu máu, là vì là xa nó đã có cái chỗ khác luôn rồi. Như vậy thì điều trị những cái trường hợp mà hội chứng mạch vành cấp á thì cái này nó nhanh thôi, để chúng nó liên quan có cái liên quan thì là điều trị. Nó sẽ có hai cách lớn. Cách thứ nhất á là người ta sẽ tiêm, đầu tiên là chẩn đoán cái này, thì ngày xưa người ta chỉ có thể chẩn đoán dựa trên điện tâm đồ, dựa trên triệu chứng, dựa trên men tim, tức là mấy cái chất mạch trong tim mạch. Thì sau này người ta phát triển thêm khoảng chừng 20 năm gần đây thì người ta phát triển thêm cái bằng chứng, và đó là chụp động mạch vành. Chụp động mạch vành người ta viết tắt của chụp DSA, cái gì digital cái gì đó, angiography của DSA như tôi quên rồi, nhớ. Nghĩa là người ta chụp xong ta dựng hình lại. Thì cách chụp là sao? Ta sẽ đưa một cái ống catheter vào động mạch đùi hay gọi là động mạch bẹn của mình á ha, lên đường dưới, xong rồi qua động mạch chậu lên động mạch chủ, xong rồi đi lên đến qua động mạch chủ, rồi qua động mạch chủ xong rồi đi vào động mạch vành. Tại động mạch vành là xuất phát từ qua động mạch chủ đúng không? Hoặc người ta sẽ đi từ động mạch quay vào tay ha. Thì khi người ta đi như vậy lên
ta bắt đầu bơm cái chất cản quang, bơm cái chất cản quang lên ha. Khi người ta bơm chất cản quang như vậy thì nó sẽ lấp đầy cái hệ thống ống mạch máu trong tim và bắt đầu cái hệ thống mạch máu trong tim bắt đầu nó hiện ra. Khi nó hiện ra như vậy thì tự nhiên có cái chỗ nó như thế này thì chứng tỏ là cái lòng mạch của nó bị hẹp, đúng không? Lòng mạch của nó bị hẹp, nhưng nó hẹp nhưng mà nó vẫn còn quang được, cho nên là sau này nó vẫn có hình ảnh của chất cản quang. Còn nếu tự nhiên đến đây nó hẹp xong nó tìm luôn, nó cắt luôn đằng sau cái chỗ này không còn cái gì nữa thì là chỗ đó là chỗ tắc ha. Và sau khi người ta chụp như vậy thì người ta sẽ suy nghĩ coi là có can thiệp luôn hay không. Như vậy can thiệp là mình sẽ can thiệp mình có những cách nào? Cách thứ nhất là mình biết là nó bị tắc thì mình sẽ cho một cái thuốc ly giải cục máu đông ha. Ly giải cục máu đông gọi là thuốc tiêu sợi huyết. Can biết rồi cái cơ chế mà hình thành cục máu đông xong rồi nó ly giải cục máu đông, ly giải cái thở huyết riêng á ha, thì người ta sẽ cho cái thuốc đó bạn. Thì ở đâu làm cái chuyện đó? Thường là những nơi không có hệ thống DSA này, tại vì nếu người ta đã có hệ thống DSA này rồi người ta thấy tắc là ta can thiệp luôn. Cách thứ hai là người ta sẽ đặt một cái gọi là giá đỡ mạch vành, hay còn gọi là stent. Can có nghe từ đấy chưa? Stent mạch vành. Ta sẽ đặt cái stent mạch vành thì nó là một cái khung kim loại, cái khung kim loại. Cái khung kim loại này nó sẽ bám sát vào cái ống tâm tê, nó như lớp áo bao quanh ống tâm tê vậy. Và người ta khi người ta chụp người ta đã đo được là chiều dài của hẹp là bao nhiêu, đường kính của chỗ hẹp là bao nhiêu. Người ta đã đưa một cái ống hút vào, người ta hút cái huyết khối đi rồi thì lúc đó người ta sẽ đưa một cái bóng gọi là cái bờ luôn á, bóng ha, nó cũng bao sát, nó giống như bong bóng dài mà bao sát cái catete. Khi vào đúng chỗ hẹp thì người ta cần phải bơm áp lực lên, người ta bơm áp lực cái bóng nó phình ra, nó phình ra thì nó sẽ ép cái lòng mạch vào, rồi người ta giữ áp lực nó trong khoảng một khoảng thời gian. Tuy nhiên khi mà người ta rút cái bóng nó đi thì người ta sợ rằng là nó lại đàn hồi trở lại, cho nên người ta sẽ đặt cái giá đỡ kim loại, giá đỡ kim loại nó giống như cái lồng sắt. Khi người ta đã phun nó ra rồi là ép vào một cái nội mạc ống vào và coi như là sẽ không thoáng trở lại, và người ta sẽ để cái lồng sắt ở đó luôn suốt đời cho bệnh nhân. Như vậy thì khi mà cái lồng sắt nó để suốt đời á thì nó là một cái vật lạ đúng không em, thì có nguy cơ là trước khi nội mạc nó có thể bao phủ để biến cái giá đỡ nó thành một phần của cơ thể mình á thì nó sẽ có hiện tượng kích hoạt đông máu ở đó. Do đó bắt buộc khi mà để cái giá đỡ như vậy thì người ta phải uống cái thuốc chống cái và lấy máu. Đó là cái cách thứ hai. Cách thứ ba là trời ơi, khi chụp lên không chỉ có hẹp một chỗ mà nó hẹp nhanh như ở vô số chỗ, hoặc là trên một cái động mạch như thế này nó hẹp 4-5 chỗ luôn và cái đoạn hẹp nó quá dài thì không thể đặt nổi, không thể đặt nổi cái stent, tại vì đặt một cái stent á chung với bệnh nhân là 80 triệu, nó còn có nhiều hàng nữa. Tức là stent thường, stent khủng hút nghĩa là sao? Tại vì khi các em gây một vết thương trong nội mạc, giống như các em có một vết sẹo, một cái vết thương trên tay của các em á, thì có những người cơ thì sẹo rồi thì nó sao vậy? Cái mô hạt nó sẽ mọc lên quá mức ha, và nó sẽ gây ra tái hẹp trong stent. Mà khi các em đã đặt stent rồi, lần sau em chụp nó không có chụp thấy nữa, là vì cái kim loại cản tim rất là kỳ. Do đó nó có một cái loại stent gọi là stent phủ thuốc, nghĩa là nó phủ một cái lớp thuốc mà nó ức chế cái mô hạt giống như kem bôi ủi đó. Đó, cái nó stent còn mắc hơn nữa. Rồi sau này người ta lại thấy người ta chế một cái stent gọi là stent tự tiêu luôn, nghĩa là nó chỉ ở trong đó một khoảng thời gian, nó làm đúng nhiệm vụ nó xong thì nó sẽ tiêu luôn, giống như vậy tự tiêu vậy đó. Thì cái gì nó càng xịn nó sẽ càng mắc. Trung bình nha là một cái stent là 80 triệu, bảo hiểm y tế chi trả cho một lần tối đa 40 triệu mà thôi. Và bây giờ nghe nói là còn sắp giảm xuống còn 30 triệu. Như vậy thì một lần bạn làm một cái stent người ta cũng chi trả cho một như vậy, bạn làm 5 cái stent thì ta cũng chi trả cho như vậy, nhưng mà liệu có ai có tiền đủ làm một lần vậy không? Và làm như vậy thì nguy cơ nó sẽ tăng lên theo số stent. Do đó nếu mà quá hẹp nhanh nhở nó sẽ có một cách, đó là cắt bỏ nguyên cái động mạch này đi, thế cái động mạch khác vô ha. Nhưng mà cái đó không thể làm
xong chạy tim phổi nhân tạo gì đó, xong người ta sẽ mổ, người ta bóc cái động mạch của tim này đi, và người ta để cái động mạch mú trong hoặc cái tĩnh mạch gì đó người ta gắn vào, thì cái đó gọi là mổ bắp cầu, mổ bắp cầu bằng máu ha. Thì đa số bệnh nhân không ai dám, không ai muốn mổ bắp cầu hết, đúng không? Mình là người nhà mình cũng không muốn như vậy ha. Thường đa số người ta sẽ chọn cái giải pháp là đặt stent, tại vì sau khi đặt nước thành công một ngày sau em có thể xuất viện. Ví dụ như một soi như một thời đó, là các thứ mòn đó ha, một ngày sau nó không có vấn đề gì, mình thường đi lại là